Vâng, kính thưa các vị khách quý cùng cô bác anh chị gần xa đã nhín chút thời gian quý báu của mình đến đây chung vui cùng bữa tiệc thân mật với gia đình. Trong lúc chiêu đãi cũng như tiếp đón có điều chi sơ sót, kính mong quý vị hãy vì tình thương mến thương mà niềm tình bỏ qua cho. Kính chúc quý vị có một buổi tiệc thật vui vẻ, ngon miệng, hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi chờ lâu hơn nữa, chương trình Liên Hoan Văn Nghệ mừng lễ phu quy của cô dâu Cẩm Vân, sánh duyên cùng chú rể Tiết Mến do Âm Thanh Ánh Sáng Thanh Pha thực hiện xin được phép bắt đầu. Vâng, kính thưa các vị, và để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, Tuyết Nga xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm sáng tác của Lâm Phương, ca khúc được mang tên Thiên Đàng Ái Ân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn tất cả các vị khách quý của chúng ta rất là nhiều.